trong một con hẻm rất là quen thuộc ở quận Nhất. Và thật sự chia sẻ với các bạn, đây là lần đầu tiên mà Khang vào trong cái khu vực này. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải tìm kiếm một cái quán ăn. Cái quán này nghe bảo rất là nổi tiếng luôn. Cái quán tên gọi là 030 gì đó mà để giờ đi chưa thấy đâu hết. Chắc là các bạn cũng đã nhận ra chương trình của chúng ta Quán Lạ Thành Quen, đó là Nguyễn Khang giới thiệu đến các bạn những cái quán ăn, những cái nhà hàng mà nơi đó có không chỉ đồ ăn ngon mà có câu chuyện của những người đã mang đến cho chúng ta về cái sự vượt qua những cái khó khăn. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ là phải làm sao để đi vô tìm được cái nhà hàng này. Công nhận nha, cái hẻm nhỏ xíu mà nhiều nhà thiệt luôn. Để tìm nãy giờ cái nhà 030, có nhiều số nhà 30 mà không thấy đâu. Ý, nó nằm trên đây, 030 Cuisine, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ phải cải trang. Mùa này đéo này là hợp, nha, đeo vô. Đeo này vô. Đấy, đố biết ông Khang là ai. Dạ em xin chào, mình đi nhà hàng hay Bora Bora ạ? Anh đi ăn trưa. Anh có đặt bàn trước không ạ? Chưa. Dạ vâng ạ, mời anh vào ạ. Nhà hàng này là 030 Cuisine hả? Dạ vâng ạ. Nay có chương trình khuyến mãi gì không? Dạ, hiện tại thì bên em chưa có chương trình khuyến mãi lắm. Nhưng mà nào đặt món về bên sẽ có chương trình khuyến mãi à? Dạ hả? Anh nghe bảo bên đây mấy nước sốt của em ngon lắm đúng không? Sốt gì ngon nhất? Dạ, sốt chất phòng em ngon mà. Vậy hả? Vậy giờ bán cho anh phần nước sốt riêng được không? Dạ có. Rồi cho anh thêm ổ bánh mì ăn được rồi. Rồi bên em bán mì à? Gì kỳ vậy? Nhà hàng lớn gì không? Bán mì. Hả? Chi mình là hay dùng chung với lại cái nước sốt. À, khoai lang chiên, nhưng mà anh không ăn được khoai lang. Anh ăn được bánh mì rồi. Dạ, bánh mì là cái món chính là bánh mì. Trời ơi, anh chỉ ăn được bánh mì thôi. Anh ăn bánh mì chấm với nước sốt á. Thôi được rồi, em cho anh một phần ngon nhất đi. Một phần khoai lang chấm sốt bên em đi. Dạ. Nha, cho ly trà đá nữa nha. Dạ. Cái gì vậy trời ơi, bánh mì không có, trà đá không có, thì có gì? Trời ơi, vậy trong đây có gì, có gì ngon? Món nước là món bên em thì có món compote của nó với cái soda thì qua mấy trời. Rồi thôi lấy cho anh đi chi lemon này đi nha. Dạ, anh thấy quán trang trí đẹp, mở lâu chưa em? Dạ, quán em mở từ tháng 10 năm 2019. Chờ lâu không em? Đồ ăn đi là lâu không? Dạ, chờ 20 phút nha quý vị. Các bạn thấy sau lưng của Nguyễn Khang không? Có nhiều chữ ký đó mà. Buka nè, Hương Giang Hoa Hậu nè. Có chữ ký của Ngô Thanh Vân bên kia. Có nghĩa là cái quán này á là rất là nhiều người nổi tiếng đến. Mà nếu như mà nhiều người nổi tiếng đến á thì ông chủ của quán này phải quen nhiều người nổi tiếng. Như vậy có nghĩa ông chủ là một là làm trong showbiz. Hai là ông chủ phải có mối quan hệ với showbiz. Ví dụ như vợ làm trong showbiz chẳng hạn. Chưa biết, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Chào các bạn. Cho anh hỏi chút là tụi em có thường hay đến quán này không? Dạ, em chắc cũng tính là khách quen, chắc là này em ăn khoảng là lần thứ tư hoặc lần thứ năm. Lần thứ năm hả? Dạ. Còn em? Em cũng chắc cũng lần thứ hai. Còn em? Em lần thứ ba. Thế vì sao tụi em biết quán này? Dạ thì tụi em biết đến quán là do là quán của anh Huy á. Anh Huy Trần của Ngày Ấy Là Ai. Dạ em cũng mê ảnh hả? Dạ em muốn làm lễ chính không? Dạ em cũng có ước mơ mà anh kỳ quá à. Còn em thì sao? Dạ thì em follow anh Huy trên Instagram trước. Cũng là một người hâm mộ Huy trên Instagram. Dạ đúng rồi, thì thấy anh Huy mở quán thì em cũng khá là exciting. Bởi vì nó là một dạng quán cũng khá là dễ ăn. Giống như là nó cũng fusion này nọ kia. Em thì thích ăn nên cũng đi quán. Vậy là anh thấy là hai em có một điểm chung đó là mê anh chủ đẹp trai. Cho nên là đến đây, đúng không? Dạ, trời, bây giờ anh chủ đẹp trai thì ai cũng mê mà anh. Chứ đâu phải có mỗi tụi em đâu. Vậy là ngoài ăn món ăn còn dự định ăn ông chủ nữa hả? Trời ơi, để cho quý vị dễ sợ. Thì
còn em thì sao? Em thì em biết là do bạn em giới thiệu. Thì tại bình thường em cũng nghe nói là món ăn Đức nó rất là khó ăn, ở đến quán thì đồ ăn ở đây thì rất là dễ ăn. Thì em nghĩ là có lẽ là do là fusion với Nhật nên là cái khẩu vị nó rất là phù hợp với Việt Nam mình. Em đến đây được mấy lần rồi? Chào anh, em đến đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, anh tên là gì? Em tên là Tú. Tú? Ồ, vậy sao Tú biết về nhà hàng này? Em cũng được nghe bạn giới thiệu đây là quán của anh Huy á. Thì anh cũng là người nổi tiếng cho nên cũng đến ăn thử. À, vậy hả? Cái hình thức mà ăn những cái món kiểu như thế này thì em đã bao giờ ăn chưa? Em nhìn cái menu như vậy á, thì em có nghĩ là cái giá của nó với bản thân của em thì em thấy như thế nào? Không, em thấy giá thì nó phù hợp với lại cái chất lượng của món ăn. Mà đến đây á, đầu tiên tò mò là tại vì đây là quán của anh Huy, đẹp trai, nổi tiếng, đúng không? Thế thì giả sử như mình đến đây không thấy anh Huy mà chỉ thấy có đồ ăn không thì sao? Thì chắc nãy vẫn ăn thôi. Vẫn ăn được đúng không ạ? Tìm cái quán này nó có khó khăn đối với tụi em không? Vị trí, anh nói về vị trí. Thật ra cũng không khó, nó cũng chỉ hơi sâu một chút thôi, hơi bất tiện về cái chỗ để xe thôi, chứ thật ra thì nó cũng dễ tìm. Cảm ơn tụi em, chúc tụi em ngon miệng nha. Thank you em. Em, anh gặp ông chủ được không? Anh chủ hiện tại đang trên đường qua. Anh chủ đang trên đường qua. Dạ vâng. Nhiều có khách đến vậy kìa. Ô. Xin chào. Hey. Hey. Ơi đi đâu? Khỏe không anh? Dạ, em khỏe. Em ngồi ăn thôi ạ. Đi vô đi ăn chung với anh. Đi, anh đang ngồi đợi ông chủ đến đó chứ. À, ông chủ à? Anh đang đợi ông chủ nhà hàng đến để hỏi về cái quán này. Dạ, tại nghe bảo là cái quán này của một anh người Đức. Ủa, cũng là người Đức luôn. Đây, ông chủ đây. Mày giỡn quá. Trời ơi, có ông chủ nào mà đẹp trai vậy đâu. Trời ơi, thưa quý vị, không ngờ nha quý vị. Ông chủ cao to, đẹp trai mà giỏi vậy nữa, mà trẻ nữa. Mà sao giỏi quá vậy? Trẻ măng vậy? Trẻ măng á hả? Trẻ măng mà làm ông chủ rồi. Em đâu có trẻ mấy đâu anh. Anh hỏi nè, ví dụ như khách như anh đặc biệt vậy á, ví dụ mà mình trà trộn, không, mình vào thăm cái gian bếp của mình được không? Ok, khách đặc biệt cho này là ok. Em ok đúng không? Nhưng mà vào là phải nấu cùng nha. Nấu cùng luôn. Anh thì anh biết nấu đó, nhưng mà có ăn được hay không đó là chuyện khác. Ok, lát được sẽ xem. Rất là may nha các bạn, không có thực khách nào mà có khả năng bước vào cái bếp. Tại cái bếp nó giống như là một cái lãnh địa vô cùng thiêng liêng của cái ông đầu bếp. Nhưng Khang sẽ được sự cho phép của Huy, mình sẽ bước vào trong để xem coi là ông chủ đẹp trai nấu ăn ngon này có cái điều gì đặc biệt để mình học. Tại vì vậy này, chia sẻ với Huy là khi mà giới thiệu cái nhà hàng này á, thì Khang cũng muốn là với cái chương trình là quán lạ thành quen, khán giả xem chương trình này họ học được cái công thức đó. Họ có thể tự nấu ở nhà cái món đó. Cho nên là hôm nay nhờ Huy chia sẻ chút. Ok, ok. Được không? Được, rất là ok. Giờ mình vào bên trong nha. Ok, nhé. Đi vào. Mà giúp cho anh coi như là anh cải thiện được tất cả mọi thứ để không bao giờ mang một cái nỗi buồn hay một cái tâm tư gì đó chia sẻ lên mạng và chia sẻ với bạn bè. Muốn dạy gì? Anh muốn dạy gì cụ thể hơn tí xíu thôi. Ví dụ như tại sao mà dĩ nhiên chắc chắn con người là có niềm vui và bên cạnh đó là phải có nỗi buồn. Tại vì cái điều em cá luôn, anh cũng là con người, chắc chắn anh cũng có những nỗi buồn. Anh đang là người mà chắc chắn là người. Đó, là con người mà chắc đúng rồi là... đó sợ là cười phun cho nên là điều gì mà giúp cho anh như là vượt qua những cái điều phiền toái mà anh luôn luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Anh quan điểm á, trong cuộc đời mình á, mình có buồn cũng giải quyết được vấn đề gì, có cái gì mình vui thì mình chia sẻ đó. để có cái tích cực hơn, ta sống thoải mái hơn. Còn nếu cái gì mà trong cái sự kiện hay cú sốc trong cuộc đời mình, nếu lỡ mình có thì đừng bao giờ ngã mà sụp đổ. Đừng bao giờ bi quan, và kiểu đó mình cứ phải làm sao phải tìm cách để mình tìm vươn lên và sống tiếp. Để chi? Cái đó là cái tích cực, cần những cái chia sẻ đó để cho những người mà đã từng va chạm với mình, họ rút ra cái kinh nghiệm để họ sống tiếp. Ví dụ như một đơn giản này, có mình có đọc một câu chuyện, có như là
một anh đó có vợ, có ba đứa con. Yeah. Rồi xong người vợ trong bị tai nạn chết, thì tức là ta chán nản, ta suy sụp, mất hết tất cả rồi. Nhưng anh đó rất bi quan. Anh tìm đến lời ca tiếng hát này nọ, anh tìm đến những cuộc thi, anh muốn chứng minh rồi à, cho con anh thấy này là cuộc sống nó nhiều cái nỗi buồn, nhưng mà phải bỏ hết tất cả gác đi, đừng có gì cái chuyện đau khổ đó mà làm cho con mình ảnh hưởng, rồi mọi người xung quanh ảnh hưởng, rồi bà con hàng xóm, rồi với gia đình dòng họ. Ảnh rất là tích cực, cho nên thành thử ra nhiều cái cốt truyện hay gì đó, mình trong cuộc sống mình đi tâm sự người này hoặc là mình đi nói chuyện người kia, thì đó là cái vốn sống. Yeah. Cho mình thì mình thấy rất là hay, là thú vị. Ừ. Thành thử mình phải tích cực. Đừng là anh giờ, đó anh lạc quan. Đúng rồi, rất là quan. Anh bỏ, có nghĩa là anh không mang những cái điều nỗi buồn đó mà anh để cho con anh nhìn thấy. Đúng rồi, không cho anh thấy. Như vậy thì với anh thì sao? Em thì không phải là nhiều chuyện đâu, nhưng mà anh có thể kể một cái ví dụ cái cuộc sống thực tế của anh á. Đợt lần nào mà cái câu chuyện nào mà khiến cho anh buồn nhất đó. Và anh mất phải nói là cũng khá thời gian để anh vượt qua. Dạ, chuyện buồn hả? Dạ. Thường người ta sẽ hỏi là ô bạn ơi, bạn có kia kỷ niệm vui nào bạn kể không? Nhưng mà với anh Cường là em với Lan phải hỏi. Tại vì anh, em chưa bao giờ anh thấy anh buồn. Và lúc này không thấy anh vui nha. Chính vì thế, nếu mà hỏi anh Cường anh có kỷ niệm vui không, thì chắc chắn là sẽ có 1002 câu chuyện vui. Nếu mà nói về buồn thì mình suy nghĩ buồn đó đến với mình nó cũng hơi khó. Khó là bởi vì nó đến nó không còn gọi là sự kiện, mà nó gọi là sự biến thôi. Sự kiện gọi là sự kiện có thể là mất đi không bao giờ lấy lại được. Yeah. Còn cái sự biến cái buồn của mình giống như cái chén, cái ly nó bể rồi có thể mua cái khác được. Thế yeah. Vô được. Ví dụ như hồi xưa còn vô trường sân khấu bắt đầu học. Học thì có thể mình dày dựng kiếm được cái tiền mua được chiếc xe đạp, rồi sau đó mình quá chủ quan đi này nọ, có xe đạp để đưa mình từ ký túc xá tới trường sân khấu học, chạy qua con đường bùi viện, nhưng mà quá chủ quan đi, mình không để ý quan tâm chăm sóc nó, thì cuối cùng người khác dớp mất, trộm mất là mình mất nó thì mình buồn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm hơn, bi quan hơn, không có thể gì đó buồn, kiếm tiền mua khác, hoặc là có những cái mà nó hụt hẫng trong cái cuộc đời mình. Ví dụ như là trong công việc, ví dụ như là mình có cho những người bạn, rồi những người bạn rồi ví dụ như hất tay trên, hay là những người bạn đó như dù dập mình nhưng đối với anh không quan tâm. Đối với anh ví dụ như người khác, ví dụ như có thể là ghét người đó, không biết câu chuyện ghét người đó, nhưng mà đối với anh là người anh càng ghét anh càng chơi, càng tâm sự càng nói chuyện. Tại khi mình ghét thì mình không chơi thì đâu có chuyện gì để nói nữa, đâu có thú vị nữa. Còn trong đầu mình á, mà cứ nghĩ ghét người đó hoài thì mình cứ ghét hoài thì mình cứ suy nghĩ hoài mau già đó, mang cái nỗi hận ở trong lòng nó mau già. Anh Cường có nhiều cái hay lắm. Anh không bao giờ anh nghĩ ở thời gian, ví dụ như bây giờ thời gian mà anh nghĩ đến người đó thì cái thời gian để anh nghĩ với anh hay hơn. Nghĩ cho vợ con nhiều hơn. Thế bây giờ cái điều trăn trở ở trong anh lớn nhất là cái điều gì? Trăn trở không? Trăn trở trong anh lớn nhất bây giờ hiện nay hả? Thực hiện những cái mình mơ ước, những cái dự án mà sắp tới mình làm. Với gia đình thì sao? Với gia đình thì mình mong muốn cho con mình nó có nơi có chốn là gia đình, với học hành thành tài, với cái hai là về là tổ ấm. Do đó như nãy nói với Lan đó, đó anh với bà xã coi như là sẽ ở Việt Nam, rồi nếu rảnh rảnh thì mình đi qua đó, biết đâu Nhật Thịnh nó cũng lấy vợ, nó cũng về Việt Nam sao. Đâu ai biết được gì đó. Nó còn ít bao giờ em nghe anh nhắc tới gia đình lớn của anh ở Nha Trang. Ô gia là lớn thì ba má thì vẫn còn khỏe mà. Yeah. Ba má vẫn khỏe, đi tới lui ăn uống này được. Thì có ông anh đầu thì đã sống Mỹ thôi. Nãy mới nói trên tấm hình rồi. Yeah. Còn thì em kế thì đang sống ở đây. Yeah. Rồi dưới em gái với Út thì ở ngoài đó đang